Trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh phổ biến với tỷ lệ lưu hành cao. Thống kê tỷ lệ mắc trào ngược dạ dày thực quản dao động từ 18,1% đến 27,8% ở Bắc Mỹ, từ 8,8% đến 25,9% ở châu Âu, từ 2,5% đến 7,8% ở Đông Á, từ 8,7% cho đến 33,1% ở Trung Đông, 11,6% ở Úc và 23,0% ở Nam Mỹ. Mặc dù là bệnh phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết về sự hình thành của căn bệnh này. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng đơn nguyên ngoại tiêu hóa tiết niệu phẫu thuật robot và ngoại nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City, hiểu về giải phẫu và cấu tạo của thực quản dạ dày và phần chuyển tiếp thực quản dạ dày là cơ sở quan trọng để hiểu về cơ chế hình thành của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Theo đó, thực quản được chia thành 3 phần, cổ, ngực và bụng. Thành thực quản được tạo thành bởi các lớp cơ dọc bên ngoài và vòng bên trong. Phần 3 gần nhất của thực quản là cơ vân, chuyển sang cơ trơn ở 2 phần xa. Thực quản gần có chứa cơ thắt thực quản trên. Khi thực quản ngực đi vào ổ bụng qua lỗ hoành, nó trở thành thực quản bụng. Phần chuyển tiếp nằm trong bụng cùng với phình vị tạo thành góc His. Góc His và chiều dài của thực quản bụng đều góp phần vào việc đóng thực quản bình thường khi áp lực nội mạc vào trong ổ bụng cao. Việc duy trì vùng áp lực cao trong ổ bụng đầy đủ là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa trào ngược dạ dày thực quản. Theo sơ đồ, thực quản, cơ thắt thực quản dưới và dạ dày có thể được hình dung như một ống nước đơn giản. Thực quản có chức năng như một bơm, cơ thắt thực quản dưới như một van và dạ dày như một bể chứa. Trào ngược dạ dày thực quản có thể xuất phát từ bất kỳ thành phần nào của hệ thống. Khả năng vận động thực quản kém làm giảm độ thanh thải của axit. Rối loạn chức năng cơ thắt thực quản dưới cho phép trào ngược một lượng lớn dịch dạ dày. Trong điều kiện sinh lý bình thường, mỗi khi chúng ta ăn uống, thức ăn đưa từ miệng xuống thực quản, cơ vòng thực quản dưới mở ra cho phép thức ăn xuống dưới dạ dày. Sau đó tự động đóng kín lại để ngăn không cho thức ăn và dịch vị trào ngược trở lại. Nếu có sự khuyết thiếu của một hoặc nhiều đặc điểm giải phẫu này, trào ngược dạ dày thực quản sẽ xuất hiện. Khi bệnh trào ngược dạ dày xảy ra, dịch dạ dày trào ngược lên có thể gây tổn thương các cơ quan thực quản, thanh quản, miệng. Các triệu chứng điển hình tại thực quản bao gồm ợ nóng, trào ngược, khó nuốt. Các triệu chứng không điển hình ngoài thực quản bao gồm đau ngực không do bệnh tim mạch, hen suyễn, viêm phổi, khàn giọng, ho sặc. Bệnh nhân thường có nhiều đợt trào ngược hàng ngày, biểu hiện dưới các hình thức nóng sau xương ức, ợ chua, ho sặc vào ban đêm, viêm phổi, co thắt phế quản, viêm thanh quản, thay đổi giọng nói. Ngoài ra, bằng chứng khách quan về tổn thương thực quản có thể thấy trên nội soi thực quản, biểu hiện bằng các mức độ viêm thực quản. Trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh lý phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Vì vậy, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu trào ngược dạ dày thực quản, bạn hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.